Tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với channel Sinh viên EAD và mình là Lê Văn Tuấn. Hiện tại mình đang là sinh viên khóa 1 của đại học EAD. Đấy, và rất vui hôm nay đấy, mình lại được tiếp tục quay một cái video đấy, nhưng mà video lần này của mình thì là một video nói về việc mà mình đọc sách và mình phải rút ra được những cái bài học đấy, và cũng như là tổng kết được những cái điều gì mình học được thông qua cuốn sách đó đấy, và cuốn sách đó là gì, và cuốn sách đấy thuộc vào môn học gì, và nó áp dụng được gì trong môn học đó đấy. Và cuốn sách mà mình đọc sau đây đấy là cuốn Nhà Dạ Kim và cuốn Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới tập 1 và tập 2 đấy. Và cái ba cuốn sách này thì nó được áp dụng trong cái chuyên đề mà mình đang theo học, đấy là telesale đấy. Telesale là một cái bộ môn mà theo như mình đánh giá nó cần một cái độ rất là kiểu như là rất là tinh tế đấy, nắm bắt tâm lý của khách hàng, cũng như là có độ trì trong có một cái độ trì trong việc chúng ta làm kinh doanh, cũng như là trong việc chúng ta làm sale, đúng không ạ? Đấy. Và tại sao mà cô cho bọn mình đọc ba cái cuốn này? Thì sau khi mà mình đọc được thì mình cũng rút ra được trong bản thân một số những cái nội dung mà mình học hỏi được. Đấy. Và trước tiên thì do cái cuốn ba cái cuốn này là lần đầu tiên mình đọc, cho nên là cái nội dung thì mình cũng mới hiểu qua một chút, và có những phần mà mình vẫn chưa thể nhớ rõ, cũng như là chưa hiểu rõ được cái vấn đề đấy, thì cũng rất mong mọi người góp ý thêm cho mình, để cho cái việc cái lượng kiến thức của mình nó được trau dồi hơn. Rồi, ok, thì bây giờ thì mình xin review cuốn đầu tiên, đó là về cuốn Nhà Dạ Kim đấy. Trước tiên thì mình sẽ nói qua một chút về cái nội dung cốt truyện của cái cuốn Nhà Dạ Kim trước, và sau đấy thì mình sẽ nói ra những cái bài học mà mình rút ra được từ cái những cái từ cái cuốn sách đó, từ cuốn Nhà Dạ Kim ạ. Đấy, và đầu tiên thì mình sẽ nói về cái nội dung cuốn sách đấy. Thì cuốn sách này nói được tác giả nói đến đấy là về một cậu bé chăn kiều, đúng không, là Santiago đấy. Và cậu Santiago này thì có một bầy kiều nhỏ đấy, thì theo như mình nhớ không nhầm nó là rơi vào khoảng 10 đến 20 con kiều đấy, và cứ mỗi năm đấy, cứ mỗi năm một lần đấy, thì cậu sẽ cho đàn kiều của mình đi xé lông kiều ở một cái vùng đất cái tên vùng đất nó mình không nhớ rõ lắm đấy, nhưng mà cậu phải đi khoảng thời gian rất là dài đấy, giống như việc mà chúng ta đi từ ở Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là ở Hà Nội vào trong Sài Gòn đấy. Và trong cái quá trình đi như vậy thì cậu cũng rút ra được cho mình những cái kinh nghiệm sống trong cái xã hội, đúng không ạ? Đấy, và khi mà trong cái quá trình cậu đi xé lông kiều như vậy thì cậu tình cờ cậu lại thích người con gái của chủ xé lông kiều đấy đấy. Và mỗi lần như vậy thì nó đều đọng trong đầu cậu những cái thầm thương đấy, nỗi nhớ và thầm thương đối với người con gái đó. Và điều đó khi mà nó cái nỗi thầm thương trộm nhớ đấy thì nó thôi thúc cậu là cậu muốn đi đây đi đó nhiều hơn, và vô tình thì cậu có những cái giấc mơ đấy, có những cái giấc mơ, và giấc mơ đó là cậu có thể tìm được một cái
kho báu, đúng không ạ? Đấy, và trong lần đi tiếp theo thì cậu với trong lần đi đầu, sau khi mà cậu có một giấc mơ mà mình tìm ra được cái kho báu gì đấy, thì cậu với vô tình gặp được một người đàn bà là người Di Can đúng không ạ? Đấy, thì người đàn bà đấy với nói đúng cái có một phần, theo mình nhớ không nhầm thì có một phần là liên quan đến giấc mơ của cậu, và bà ấy bảo nếu như cậu tìm được cái kho báu đấy thì bà ấy sẽ lấy 10% trong cái tổng số kho báu đấy. Đấy, và cậu đồng ý. Cho đến một quãng đường sau khi mà cậu chấp nhận cái lời của bà cụ Di Căn đó, thì cậu lại gặp một người đàn ông cũng là một người Di Căn đấy. Thì người đàn ông đấy thì cũng nói và mách cho cậu về cái giấc mơ của cậu đấy, của cậu Santiago đó. Thì người đàn ông đấy có một cái đề nghị, có một cái kiến nghị đối với cậu, đấy là ông ấy muốn có 10% trên tổng số kiều của cậu đang có đấy. Và khi mà cậu đã cậu cũng chấp nhận cái lời đề nghị đó của người đàn ông Di Can đó, và tình cờ đúng không? À, theo mình nhớ không nhầm thì cứ mỗi ngày trôi qua, mỗi ngày trôi qua thì và cái kết cuối cùng là cậu tìm được cái kho báu đó đấy. Và sau khi mà mình đọc xong cái cuốn Nhà Rẽ Kim này thì mình hiểu nó như là một cái câu chuyện cổ tích giản dị, nhân ái và giàu chất thơ đấy, thấm đẫm trong những cái minh triết huyền bí của phương Đông đấy. Và tất cả những cái chuyến trải nghiệm trong cái cuộc phiêu lưu theo đuổi vận mệnh của mình thì đã giúp Santiago thấu hiểu được cái ý nghĩa sâu xa nhất của hạnh phúc, cũng như là hòa hợp với vũ trụ của và con người đấy. Và thông qua đó thì mình cũng rút ra được 10 cái bài học cuộc sống từ cái cuốn Nhà Rẽ Kim này đấy. Đầu tiên đó là về chúng ta hãy luôn trân trọng những cái điều đơn giản trong cuộc sống, vì mỗi người chỉ có một lần được sống đấy, tại những cái giây phút này. Cho nên chúng ta hãy trân trọng những cái điều đơn giản nhất trong cuộc sống đấy, vì cuộc sống này là của bạn. Bạn muốn buồn hay vui, sướng hay khổ là do chính bạn lựa chọn, đúng không ạ? Đấy, những cái điều tưởng chừng như đơn giản đó, nhưng nó chính là cuộc sống của bạn. Và nếu như bạn biết quý trọng và nâng niu nó, thì bạn sẽ có được cho mình một cái cuộc sống hạnh phúc, happy và bình an hơn rất là nhiều. Đấy. Và bài học thứ hai mà mình học được, đấy là chúng ta hãy theo đuổi cái vận mệnh của chính mình. Có nghĩa là vận vận mệnh chính là điều mà chúng ta luôn muốn đạt được. Đấy, bất kể bạn là ai, bạn đang làm gì, khi bạn thật tâm mong muốn điều gì thì điều đó, mong muốn ấy sẽ được hình thành trong cái cõi tâm linh vũ trụ đấy. Nó sẽ là cái nhiệm vụ của bạn trên trái đất. Rồi khi bạn quyết chí muốn điều gì thì toàn vũ trụ sẽ chung sức để bạn đạt được những cái điều đó. Cho nên bạn đừng có chần chừ và đừng để đến ngày mai, hãy đứng lên và theo đuổi cái vận mệnh của mình ngày hôm nay, đúng không ạ? Ngay lúc đó, ngay tại thời điểm đó, thì cái việc mà chúng ta không bị trì hoãn, cũng như là chúng ta mong muốn được học hỏi một cái điều gì đó, dần dần nó sẽ trở thành dần dần thì cái mục tiêu của bạn dần thì nó sẽ thành hiện thực, đúng không ạ? Đấy, và bài học thứ ba mà mình học được, đó là đừng mơ cho mình một cái cuộc sống, mà hãy sống cho giấc mơ. Có nghĩa là chúng ta hãy sống cho giấc mơ, hãy theo đuổi cái đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Đấy, cũng giống như nhân vật cậu bé Santiago, đúng không ạ?
Anh ấy đã sống cho giấc mơ, quyết tâm theo đuổi cái vận mệnh của Santiago, và dường như cả vũ trụ đã hợp lại để giúp Santiago. Đấy, và đối với mỗi chúng ta cũng vậy, hãy sống cho giấc mơ, sống hết mình cho ngày hôm nay, để ngày mai chúng ta không phải nuối tiếc một cái điều gì mà ngày hôm qua chúng ta còn dang dở, đúng không ạ? Chúng ta sẽ vui vẻ hơn khi mà chúng ta sống hết mình cho ngày hôm đó rồi. Đấy. Và điều thứ tư mà mình học được đấy là hãy cố gắng và cố gắng hơn nữa. Có nghĩa là chúng ta hãy kiên trì và kiên trì hơn nữa. Đấy. Và nó còn có nghĩa là mọi thứ ở trên đời đều có dấu hiệu cả. Đúng không ạ? Trên đời không có gì là ngẫu nhiên đâu. Khi mà ta tha thiết mong muốn cái điều gì thì ta sẽ gần gũi với tâm linh vũ trụ hơn. Nếu luôn có những cái tác động tích cực thì mọi thứ sẽ trở nên đều biến dịch không ngừng, vì thế giới này nó sống động và có một phần tâm linh nào đó nhất định, đúng không ạ? Đấy, vậy chúng ta hãy sống mà chúng ta làm những cái việc gì đó kiên trì, đúng không ạ? Chúng ta kiên trì vượt qua những cái khó khăn, đúng không? Và khi mà cuộc sống bạn đặt vào cái tình thế khó rồi thì đừng bao giờ nói tại sao tôi là tôi, đúng không ạ? Mà hãy nói tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ kiên trì làm nó hết mình và đến một cái kết quả, đúng không ạ? Đấy, và khi mà trong đầu bạn có những cái luồng suy nghĩ tích cực như vậy thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ nhanh chóng đạt được những cái thành quả tốt đẹp trong cái việc mà bạn kiên trì hướng đến cái mục tiêu đó. Và điều thứ năm mình học được đấy là luôn nhắm trúng đích và tiến dần từng bước một. Có nghĩa là khi các bạn đã xác định cho mình được một cái mục tiêu, đúng không? Đấy, và chúng ta sẽ xây dựng những cái bước, hay có nghĩa là những cái quá trình, những cái bước đi nó rõ ràng. Đấy, và chúng ta luôn phấn đấu cải tiến làm sao chúng ta đến được cái đích đó, đúng không ạ? Và một điều nữa mà mình nghĩ là mà mình thấy nó đấy là khi mà chúng ta đã ngắm đến một cái đích rồi thì trên cái quãng đường đó chúng ta sẽ có những cái tác động ngoại cảnh, có nghĩa là có những cái luồng suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng đến bạn. Đấy, chính vì vậy là chúng ta hãy luôn đặt một cái niềm tin. Đấy, và niềm tin là cái mục tiêu đó là mình sẽ đạt được, thì dần dần các bạn sẽ rèn cho mình được cái thói quen đấy là không sợ hãi. Đấy, và việc mà chúng ta đến cái đích đó nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Đấy, và điều thứ sáu mà mình học được đấy là cái câu này thì mình thấy nó khá là mình thấy nó hơi 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 kiểu chiều tượng một chút, đấy là yêu như người điên nhưng không yêu như người ngu. Có nghĩa là khi mà chúng ta mình nói đến cái trong cái câu chuyện nhà dạ kim nhé, có nghĩa là Fatima, đúng không ạ, đã tiễn người yêu mình ra đi tìm kho báu và tình nguyện là chờ đợi Santiago về, đúng không ạ? Bởi vì cô yêu và tin người yêu của mình. Đấy, nếu như bạn đang ở cạnh một chàng trai đang trong giai đoạn là start up, đúng không? Thì chúng ta hãy nhớ rằng yêu như một người điên nhưng không yêu như một người ngu, đúng không ạ? Đấy, và điều thứ bảy mà mình học được đấy là luôn tin tưởng vào bản thân mình. Có nghĩa là bất kỳ bạn làm một cái điều gì đó, đúng không ạ, thì chúng ta hãy luôn tin tưởng vào bản thân mình. Có nghĩa đồng nghĩa với việc là chúng ta tự tin về bản thân mình là mình sẽ làm được cái việc đó và chắc chắn mình sẽ làm được, đúng không ạ? Chúng ta không có một cái nghi ngờ gì về bản thân mình cả thì cái điều mà chúng ta dần tiến tới đích nó cũng sẽ nhanh hơn. Đấy, và gần như những
cái sự tự tin của bạn nó sẽ quyết định 70% thành công của bạn. Đấy. Và nếu như bạn rèn được cái tính tự tin của mình nó cao hơn thì cái khả năng thành công của bạn sẽ cao hơn, đúng không? Và để làm sao chúng ta tự tin được thì chúng ta bắt buộc phải hành động nhiều, chúng ta phải làm nhiều và chúng ta phải va chạm nhiều, đúng không? Chúng ta chủ động va chạm nhiều để chúng ta biết được cái độ tự tin của chúng ta nó như thế nào, đúng chưa? Và điều thứ 8 mà mình học được đấy là không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm một việc gì đó, chúng ta luôn đặt tâm thế là trải nghiệm, đúng không? Đấy, mới đầu thì chúng ta luôn đặt tâm thế là trải nghiệm, để khi mà cái tâm thế của chúng ta trải nghiệm thì nếu như mà khi mà chúng ta gặp một cái thất bại, đúng không? Thành công thì không sao, nhưng khi chúng ta thất bại thì chúng ta sẽ nghĩ nó là những cái thử thách để cho chúng ta học hỏi thêm được nhiều điều hơn. Đấy, và nó sẽ giúp chúng ta ngày càng trưởng thành và phát triển hơn rất là nhiều. Đấy. Và điều thứ 9 là mình học được, đấy là nơi quan trọng và trân quý nhất chính là quê hương. Đấy, ở Việt Nam mình có câu là dù ai đi ngược về xuôi, những ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, đúng không? Đấy thì có nghĩa là khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, dẫu cho dù chúng ta có thành công như thế nào thì quê hương chúng ta hãy luôn tự hào về nó. Và theo như mình quan sát được thì đối với những người thành công hay là những người họ có địa vị cao trong xã hội thì họ luôn luôn tự nhớ hay là họ luôn luôn nghĩ về luôn hướng về phía quê hương của chính họ, bởi vì quê hương luôn là những cái điều gì nó khá là theo như mình nghĩ nó là khá là kiểu như là nó khá là thiêng liêng đấy, đúng không? Đấy, chính vì vậy mà mỗi người chúng ta, dù bạn là ai, bạn làm gì đi chăng nữa và đang sống như thế nào đi nữa, thì quê hương luôn là kho báu quý giá hơn bất cứ cái điều gì, đúng không? Đấy, và cái cuối cùng mà mình học được đấy là chúng ta hãy luôn hành động, có nghĩa là việc ở đây có nghĩa là chúng ta hãy luôn chủ động. Giấc mơ của chúng ta cũng chỉ là giấc mơ và nó chỉ được thành hiện thực khi mà bạn hành động, đúng không? Bạn có thể học, có thể đọc, có thể lắng nghe tới khi mà bạn chán, chẳng còn muốn tiếp tục nữa, đúng không? Nhưng mà bạn chỉ lấy được kinh nghiệm khi mà bạn hành động và để mình va chạm nhiều với những cái thử ththách, đúng chưa? Chỉ có thử thách, chỉ có những cái va chạm thì chúng ta mới học hỏi được nhiều điều. Đấy. Và nó giống như là một khi mà bạn đã nhắm sẵn cái mục tiêu thì hãy dương cung và bắn, và hãy ngẩng cao đầu vì cái đích ở ngay trước mắt của chúng ta, đúng không? Có nghĩa là khi mà chúng ta tập trung vào một cái mục tiêu nào đấy, chúng ta hãy giơ cung lên và chúng ta ngắm bắn, đúng không? Đấy, và điều đó thì nó giống như việc mà chúng ta đặt mục tiêu xong, chúng ta phải hành động vì nó, chúng ta hãy quyết liệt vì nó, chúng ta hãy kiên trì vì nó. Và một điều quan trọng nữa, chúng ta tin tưởng vào cái mục tiêu mà mình đã đặt ra, đúng không ạ? Đấy, và nó sẽ giúp bạn thành công hơn trên cái lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi, đúng chưa ạ? Và mình cũng rút ra, khi mà đọc xong cuốn này thì mình cũng có áp dụng, mình suy nghĩ lại về cái vấn đề học của bản thân mình trong cái bộ môn telesale, đấy là đối với một người bán hàng thì cái việc kiên trì luôn luôn là được, theo như cá nhân mình nghĩ là luôn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Đấy, bởi vì khi mà các bạn bán hàng, đúng không ạ, các bạn không có sự kiên trì thì chúng ta gặp khó khăn, chúng ta sẽ dễ bị chán nản. Đấy, và chúng ta sẽ không có được cái động lực nào cả để cho chúng ta tiếp tục, đúng chưa? Đấy, đấy là những cái điều mà mình học được và những điều mà mình đúc rút ra được sau khi mình
đọc xong cuốn Nhà Dạ Kim. Tuy rằng mình mới đọc một lần đấy, nhưng mà sau khi mình đọc thì thấy nó khá là hay đấy, và mình sẽ cố gắng đọc nó 2 đến 3 lần nữa để cho mình có thể thấm thía, có thể hiểu rõ hơn, và cũng như là mình sẽ phải áp dụng được trong cuộc sống đấy. Rồi, ok, đó là cuốn về Nhà Dạ Kim. Và bây giờ thì mình sẽ nói qua một chút về cái cuốn Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới tập 1. Đấy thì cuốn Nhà Vĩ Đại Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới tập 1 thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái nội dung của nó. Đấy thì ở trong cái cuốn Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới tập 1 thì nói về một người Chăn Kiều, đấy là Hafid, và ông chủ của Hafid đấy là Parrot, Parrot được chưa? Thì Hafid này có yêu một người con gái đấy, và Hafid thì luôn muốn là được trải nghiệm nhiều đấy. Và khi mà Hafid nói chuyện với ông chủ thì ông chủ đồng ý, ok, ông chủ đồng ý cho Hafid đi trải nghiệm, có nghĩa là việc Hafid muốn được là người thương gia đi bán áo đấy. Và trong cái quá trình mà Hafid đi bán áo đến một cái vùng đất mới ở Ai Cập, theo như mình nhớ không nhầm thì là ở Ai Cập, thì cái quá trình của Hafid đến đó thì cũng đã được Parrot training rất là nhiều, và Parrot cũng là người chọn địa điểm đó cho Hafid. Và trước khi đi thì Parrot mới nói Hafid một điều rằng con hãy cố gắng là bán được một chiếc áo đấy, nếu như không bán được chiếc áo không sao cả, nó sẽ giúp con rút ra được một số những cái bài học, và nếu như con bán được một chiếc áo đó thì chắc chắn con sẽ thành công đấy, và con sẽ biết được những việc mà một người bán hàng nó cần những cái điều gì đấy. Và cuối cùng thì Hafid quyết định là ra đi để muốn chinh phục một cái điều gì mới đấy. Và khi mà Hafid đến cái vùng đất mới đó thì trong vòng mấy ngày đầu Hafid không bán được chiếc áo nào, cho dù là anh đi đến các nhà cũng như là đến các đầu chợ, đúng không ạ, đến chợ cũng đấy. Thì cho đến ngày gần về thì Hafid đến một cái hang, trong hang đấy thì có một người đàn ông và một người phụ nữ đấy, và một đứa con đấy. Thì đứa con đấy vào cái trời hôm đấy thì rất là lạnh, và đứa con đấy thì không có áo mặc, và Hafid nhìn họ có vẻ một chút thương tâm nào đó, thì anh quyết định là tặng cái chiếc áo lông cừu đó cho người con, cho cái em bé đó. Và Hafid vẫn không biết rằng ở trên bầu trời luôn luôn có một cái vì sao luôn theo dõi anh đấy, và theo dõi anh suốt quá trình từ khi anh ở vùng đất mới đấy quay trở về với Parrot, đúng không? Và ngày gần về thì Parrot nhìn lên bầu trời thì thấy một cái chòm sao đó rất là sáng và hướng về đúng cái mảnh đất mà Hafid đang ở đó đấy. Và khi về thì Hafid và Parrot có gặp nhau đấy, nhưng mà sau đó thì khoảng 1 tuần sau thì Hafid mới đến lều của Parrot, và Parrot mới dẫn Hafid đến một nơi mà Parrot đang giấu một cái kho báu, có nghĩa là
bí quyết của người bán hàng đấy. Và ông Parrot này mới đưa cho hai phi cái dương đấy và nói bây giờ là đến lúc ta trao cái những cái điều bí mật dành cho người bán hàng cho con đấy. Và trong cái dương đấy thì có 10 cuốn giấy da đấy, và mỗi cuốn thì nó có mang những cái ý nghĩa khác nhau. Và cái điều mà mình tâm đắc nhất đấy là về sau khi mà mình đọc xong cái cuốn tập 1 ấy thì mình mới hiểu ra được là cái câu chuyện là người bán hàng ở trong cái câu chuyện này là hướng về cái một cái mục đích có ý nghĩa, có nghĩa là và họ hướng về một cái sự hạnh phúc happy chứ không phải là họ chạy theo những cái đồng tiền đấy. Và điều đó là khi mà mình đọc thì mình cũng rất là bị cuốn vào, bởi vì ngay bản thân mình là cũng hướng về cái điều đó, có nghĩa là mình hướng trở thành một người hạnh phúc happy và bình an đấy. Và mình vẫn ở thời điểm hiện tại mình vẫn chưa hướng mình là cái việc mình đi tìm kiếm cái đồng tiền trước đấy. Và khi mà mình đọc hết 10 cái cuốn sách ra đấy của cuốn sách đó thì mình mới hiểu được trong đó có những cái cuốn nó rất là ý nghĩa đấy. Đó là câu chuyện về trong cái cuốn Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới tập 1 đấy. Còn đối với người bán hàng vĩ đại nhất thế giới tập 2 thì xuyên suốt cái câu chuyện cái cuốn này thì mình thấy nó không nói nhiều về bán hàng mà nó nói về cái quá trình mà Hafid đi tìm người thay thế cho bản thân mình giống như ngày trước của ông đấy. Và cuối cùng thì ông vẫn không tìm được và ông phải trao cái đấy cho Chúa Giêsu đấy, nếu như mình nhớ không nhầm là như vậy đấy. Và sau khi mà mình đọc xong thì mình cũng thấy ở trong cuốn sách đó ông ấy có đưa ra 10 cái điều tuyên thệ. 10 cái điều tuyên thệ. Thứ nhất là tôi sẽ không bao giờ thương hại hay xem thường bản thân lần nào nữa. Đấy, thứ hai là tôi sẽ không bao giờ chào đón bình minh mà không có kế hoạch. Đấy, cái thứ ba đấy là mỗi ngày của tôi sẽ được phủ vầng hào quang của lòng nhiệt huyết. Và cái tuyên thệ thứ bốn đấy là tôi sẽ không bao giờ gắt gỏng với bất kỳ ai nữa. Lời tuyên thệ thứ năm, tôi sẽ luôn kiếm tìm hạt mầm thành công trong những cái khó khăn hàng ngày. Tuyên thệ thứ sáu, tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì mà không cố gắng hết sức. Tuyên thệ thứ bảy, tôi luôn dồn toàn bộ cái sức lực và tâm huyết vào công việc trước mắt. Tuyên thệ thứ tám, tôi sẽ không bao giờ chờ đợi và hy vọng cơ hội đến với mình. Tuyên thệ thứ chín, mỗi đêm tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó. Tuyên thệ thứ 10, tôi sẽ luôn duy trì giao tiếp với đấng tạo hóa bằng những cái lời cầu nguyện. Và sau khi mà mình đọc xong 10 cái lời tuyên thệ này của tác giả đấy thì mình có rút ra và cũng như là mình tâm huyết được với những cái lời tuyên thệ như sau. Thứ nhất đấy là tôi sẽ không bao giờ gắt gỏng với bất kỳ ai nữa. Đấy. Và tiếp theo, tôi sẽ không bao giờ làm bất kỳ việc gì mà không cố gắng hết sức. Đấy, tiếp theo, tôi luôn dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào công việc trước mắt. Đấy, và cái cuối cùng là mỗi đêm tôi sẽ luôn xem xét lại hành động của mình trong ngày hôm đó. Đấy, và những cái điều mà mình thấy mình tâm đắc nhất
đó thì ở bản thân mình. Đấy là mình cái thời điểm hiện tại thì mình thấy một cái điều tinh thể thứ thứ sáu, lời tinh thể thứ bảy, đó có nghĩa là tôi luôn dồn toàn bộ sức lực và tâm huyết vào công việc trước mắt. Đấy, và cái điều này là thực chất mà nói là bản thân mình vẫn cũng đang thực hiện nó, bởi vì mình thấy nó là nếu như mà mình hướng mình đến một cái điều gì nó tốt đẹp hơn thì mình phải đặt toàn bộ cái tâm huyết cũng như là cái sức lực của mình vào đó, thì mình mới có được cho mình những cái niềm vui, những cái hạnh phúc ở trong cái việc đó, những cái công việc đó mà mình đang làm. Đấy, và đó là tất cả những cái bài học cũng như là những cái điều mà mình hiểu được sau khi mà mình đọc xong ba cái cuốn Nhà Giả Kim, Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới tập 1 và Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất Thế Giới tập 2. Đấy, và những cái bài học mà mình rút ra được đó, và rất vui khi mà cô đã cho mình đọc được những cái cuốn sách nó có mang những cái ý nghĩa đối với những người bán hàng như vậy. Đấy, và em rất hy vọng là cô sẽ cho bọn em có thêm được những cái đầu sách nó hay và ý nghĩa hơn như thế này, để cho bọn em học hỏi thêm được nhiều từ những cái tác giả mà họ đã có những cái thời gian họ đi chu du rồi, cũng như họ rút ra được được trong cuộc sống. Đấy, và mình khuyên là các bạn nên đọc ít nhất 1 đến 2 lần ở ba cái cuốn sách này, vì bản thân mình thấy nó rất là ý nghĩa và rất là cũng như là nó giúp cho các bạn là tìm về được những cái điều ý nghĩa trong cuộc sống. Đấy, và bây giờ thì mình xin kết thúc video này tại đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.